Khóa học sẽ bắt đầu vào ngày 13 tháng 10, tức là ngày thứ tư, ngày mai ạ. Các anh chị có thể vào đường link để tìm hiểu thêm về khóa học ạ. Như thường lệ thì chương trình ngày hôm nay sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất sẽ điểm qua diễn biến của thị trường ngày hôm nay. Phần thứ hai sẽ là phần nhận định từ chuyên gia, từ anh Văn về diễn biến thị trường cũng như là xu hướng của một số nhóm ngành cổ phiếu. Và phần thứ ba sẽ là phần hỏi đáp với các chuyên gia. Thì em xin phép được bắt đầu phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Phiên giao dịch ngày 12 tháng 10 của VN Index hôm nay cho thấy sau một cái phiên ngày hôm qua tăng rất là mạnh, tăng đến 21 điểm, thì hôm nay chúng ta bước vào trạng thái đi ngang. Nếu chúng ta nhìn theo diễn biến của chart giờ ở đây thì chúng ta có thể thấy là index mở cửa buổi sáng đã có lúc tăng đến 1.400, nhưng sau đó thì cái áp lực bán ở cái vùng kháng cự 1.400 khiến cho điểm của chỉ số VN Index không giữ được cái mức đấy, và chúng ta có thể thấy cây nến ở lúc 9 giờ cho thấy sự giằng co giữa bên mua và bên bán khi bấc trên của nến và bấc dưới của nến đều rất là dài và thân nến rất là nhỏ. Sau đấy thì đến 10 giờ là áp lực bán đã bắt đầu xuất hiện rất là mạnh ở ngay đầu giờ, nhưng sau đấy thì áp lực mua sau đấy thì bên mua đã chiếm lại ưu thế giúp chỉ số giữ vững ở mức 1.397. Và sau đấy thì diễn biến cho đến buổi chiều cho thấy là áp lực bán tiếp tục diễn ra khi chúng ta có thể thấy một cây nến thân đỏ rất là dài ở đây, đã có lúc chỉ số về đến mức 1.390 điểm. Nhưng vào sau lúc 2 giờ chiều thì diễn biến chỉ số đã tích cực hơn khi quay về mức 1.394 điểm. Tức là index ngày hôm nay là tăng 0.71 điểm so với ngày hôm qua như chúng ta có thể thấy ở trên màn hình ở đây. Nếu chúng ta nhìn vào độ rộng thị trường, thứ nhất là chúng ta nhìn vào nhóm dẫn dắt thị trường thì các anh chị có thể thấy điểm chỉ số ngày hôm nay giữ được cái đà xanh chủ yếu là nhờ đến đóng góp từ các cổ phiếu như là VIX là đóng góp 1 điểm và chỉ số VN Index, hay là cổ phiếu MWG đóng góp 0.49 điểm, hay là DGC đóng góp 0.3 điểm. Và chiều ngược lại chúng ta có thể thấy Vietcombank là đóng góp trừ 0.49 điểm mà mức giảm, Masan là trừ 0.46 điểm, hay Novaland là trừ 0.39 điểm. Chúng ta có thể thấy là các cổ phiếu đóng góp vào mức giảm index ngày hôm nay có sự xuất hiện ở các cổ phiếu ngân hàng đã tăng rất là mạnh ngày hôm qua, ví dụ như là Vietcombank, Công Thương, hay là Tiên Phong Bank, hay là cổ phiếu SSI là cổ phiếu nhóm chứng khoán. Mặc dù vậy thì điểm tích cực là thanh khoản vẫn duy trì ở mức khá là cao. Giá trị giao dịch hôm nay của sàn HOSE đạt 20.200 tỷ so với cả mức ngày hôm qua là 20.800 tỷ, là giảm 600 tỷ, cho thấy là dòng tiền vẫn đang ở trên thị trường, vẫn đang vào rất là tích cực. Nhưng nếu chúng ta nhìn sang độ rộng thị trường thì chúng ta có thể thấy một chút sự tiêu cực ở đây khi các cổ phiếu mã giảm nhiều hơn các cổ phiếu mã tăng. Chúng ta có thể thấy là đầu giờ sáng các cổ phiếu tăng là chiếm đến 48-49%, nhưng sau đấy thì áp lực bán xuất hiện khiến cho các cổ phiếu giữ được màu xanh của mình là chỉ ở quanh mức 40 và giảm dần về 30-34-35% cho đến cuối phiên. Phiên ngày hôm nay khối ngoại đã quay trở lại bán nhẹ. Chúng ta có thể thấy các cổ phiếu bị bán chủ yếu ngày hôm nay đó là FPT, Hòa Phát, Thế Giới Di Động, Vinamilk và Vinhomes. Ở chiều ngược lại thì khối ngoại tiếp tục mua dòng chủ yếu ở cổ phiếu FMC là cổ phiếu Sauta, khi khối ngoại đã mua vào hơn 270 tỷ dòng trong ngày hôm nay. Các anh chị có thể thấy ở trên màn hình ở đây, chỉ số VN30 khác với VN Index khi mà có thể vượt qua cái mức đỉnh tháng 8 khá là dễ dàng, thì VN30 lại đang giao dịch khá là dập dình ở quanh mức đỉnh tháng 8. Như phiên ngày hôm qua chúng ta đã thấy là VN30 đã đang tiến vào cái ngưỡng kháng cự ở quanh vùng 1.510 điểm được thiết lập trước đó ở tháng 8, thì hôm nay diễn biến cho thấy là cái vùng kháng cự này vẫn khá là mạnh. Chúng ta có thể thấy là VN30 hôm nay theo cũng như VN Index đã bắt đầu gặp áp lực bán khi mà bắt đầu cố vượt qua khỏi cái vùng 1.510 đến 1.515 này. Và nếu chúng ta nhìn ở đây, chúng ta có thể thấy thanh khoản ở VN30 hôm nay là chỉ đạt 8.400 tỷ, mức giảm so với cả ngày hôm qua. Cũng là trong list VN30, chúng ta có thể thấy là các cổ phiếu tăng tốt ngày hôm nay, ngoài Thế Giới Di Động và VIX như em đã nói, thì ngoài ra có một số cổ phiếu như là PAO tăng 2.4% đóng cửa ở mức 12.7, hay là Vincom Retail là tăng 1.1% đóng cửa 30.8. Chúng ta có thể thấy là hôm nay số cổ phiếu giảm ở
ở trên bang VN30 nhiều hơn số cổ phiếu tăng hơn rất là nhiều, khi đến 17 cổ phiếu giảm, 5 cổ phiếu tham chiếu so với cả 8 cổ phiếu tăng. Cụ thể ở đây các mã giảm mạnh nhất đó là P&J là giảm 2% về mức 100, SSI là giảm 1,2% về mức 41.4, hay là Novaland là cũng giảm 1% về mức 103. Nếu chúng ta nhìn các nhóm trụ ở VN30, chúng ta có thể thấy là nhóm ngân hàng có chiều hướng giảm ngày hôm nay, giảm nhẹ, ví dụ như là Vietcombank, Công Thương hay là Tiên Phong Bank giảm. Trong khi đó chỉ có BIDV hay là Sacombank là các ngân hàng tăng được trong ngày hôm nay. Nhóm trụ thứ hai đó là nhóm Vingroup. Chúng ta có thể thấy Vincom hôm nay có một phiên giao dịch khá là tích cực khi tăng 1,1% để lên mức 92.9. Hay là Vincom Retail cũng là tăng 1,1% để lên mức 30.8. Mặc dù vậy thì Vinhomes có một phiên giảm nhẹ để về mức 80.9. Nhóm thứ ba, nhóm trụ thứ ba ở trong VN30 đó là nhóm thực phẩm đồ uống. Chúng ta có thể thấy ở đây là Vinamilk hôm nay tăng nhẹ, Sabeco tham chiếu và Masan giảm nhẹ. Vừa rồi là phần cập nhật thị trường, diễn biến thị trường ngày hôm nay của em. Em xin phép được nhường lại mic cho anh Văn để chia sẻ thêm về diễn biến của thị trường ngày hôm nay cũng như là xu hướng của một số nhóm ngành và nhóm cổ phiếu ạ. Xin mời anh Văn ạ. Cảm ơn Nguyên đã chia sẻ. Thì bây giờ thì mình xin phép là tiếp nối cái phần của Nguyên để mình nói về vấn đề thị trường. Thì đây thì có một cái, nếu các bạn mà không có cái đồ thị mà kiểu như là của Nguyên kia mà nhìn về thị trường á, các bạn hoàn toàn có thể nhìn một cái góc nhìn là chập phút kiểu như vậy của đồ thị index, để các bạn thấy là cái là tiếp nối là tâm lý. Thì buổi sáng thì rất sân phấn, nhưng đến đầu giờ chiều thì tất cả mọi thứ lại cảm giác là mọi người cảm thấy mọi thứ nó tệ rất là nhiều và nó bắt đầu sụt giảm. Thì đây thì mình bắt đầu để ý là đối với các nhóm ngành nghề mà tăng, thì ở đây mình sẽ có nhóm dầu khí là hôm nay tăng mạnh nhất. Dầu khí hôm nay tăng mạnh nhất. Thì còn lại nó sẽ phân hóa. Thì đơn giản là nhìn index tăng có 0.05% thôi, tức là 0.7 điểm. Thì mọi người thấy cũng hình dung là nó rõ ràng là cái trạng thái này sẽ xảy ra. Thực ra thì đối với những ai mà như có kinh nghiệm á, thì mọi người sẽ đều thấy là khi mà VN-Index mà tăng một phiên mạnh mẽ như vậy nè, mình phóng to lắm, phóng to cho mọi người đó. Khi mà tăng một phiên mạnh mẽ như vậy thường sẽ có một cái nến kiểu doji đi kèm ngược trở lại, là để cho nó tái cân bằng lại. Tất nhiên là một đoạn mà tăng liên tục từ ngày 5 tháng 10 cho đến bây giờ, hầu như tất cả các bạn mà giao dịch những cổ phiếu, đa số các cổ phiếu đều sẽ tăng hết. Đa số cổ phiếu đều sẽ tăng hết và mọi người đều có lời. Nên dẫn đến là áp lực của sau một ngày tăng mạnh đó, thì thường sẽ có những cái áp lực chốt lời xuất hiện. Đó là điều hiển nhiên. Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Và những cái phiên như vậy là phiên gì? Các bạn hoàn toàn có thể cơ cấu lại danh mục. Là đối với trường hợp mà cổ phiếu tăng quá mạnh hoặc cổ phiếu quá yếu, quá mạnh thì các bạn chốt lời một phần để chờ những cái nhịp tiếp theo. Rồi quá yếu thì các bạn bắt đầu là luân chuyển nữa các bạn. Khi nó vi phạm stop loss thì hoàn toàn lúc đó các bạn nên bán để chờ những cổ phiếu mà đã hình thành mạnh trong giai đoạn vừa rồi, để các bạn chờ những cái nhịp của nó, để các bạn lỡ tàu nhịp rồi thì nhịp này là có mình. Đó là cái cách để mọi người là đánh giá những cái phiên như vậy để nó rõ ràng hơn. Chứ thực ra là những phiên như vậy, thực ra là bức tranh của nó dần dần nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Ví dụ như mọi người coi hôm nay sẽ có hai nhóm là mình sẽ phân tích kỹ cho mọi người. Ví dụ như nhóm thứ nhất là liên quan dầu khí, tại vừa rồi giá dầu tăng 2% đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là trong cái nhóm cổ phiếu mà mình vừa mới phân tích ra, là nhóm mà cổ phiếu nổi bật nhất trong phiên hiện tại, nổi bật nhất trong ngày hôm nay, thì các bạn thấy đầu tiên là sẽ là cổ phiếu BSR. BSR tăng 4%, giao dịch 24,7 triệu cổ phiếu. Rồi trung bình giá trị giao dịch đâu đó khoảng 560 tỷ. T+3 đến giờ đang lời 10%, hơn 10%. Đột biến thanh khoản là 44% so với 10 phiên và đang tạo new high, tức là tạo giá đỉnh. Thì các bạn thấy nhấp vô đây, ok, quay đầu các bạn coi BSR. Thì bạn thấy đây là vùng đỉnh của BSR. Và bạn cùng với mình, bạn một khung tháng nữa các bạn sẽ thấy bức tranh rõ hơn. Đây là khung đỉnh mà lúc mà BSR sau khi IPO giảm về và hồi phục lại, bắt đầu chuỗi là chuỗi đà giảm của BSR cho đến năm 2020 bắt đầu hồi phục trở lại. Thì trong năm 2021 này thì BSR đang là có một điều rất may mắn là cái nền lợi nhuận
quý nền lợi nhuận của 2020 của BSR rất là thấp, nên trong năm 2021 này lợi nhuận của BSR đa số đều tăng rất mạnh mẽ so với năm ngoái, và đến như quý 3 vừa rồi vẫn tăng trưởng trong khi rất nhiều doanh nghiệp khác, doanh nghiệp dầu khí khác đang lỗ. Và một điều nữa mình cũng đã chia sẻ mọi người trong những cái live stream là BSR nó có một cái hàng tồn kho xăng dầu, hàng tồn kho xăng dầu tại trong quý 3 thì nó có một cái số thông tin mọi người, nếu mọi người để ý là có những lúc mà BSR gọi là sản xuất nó bị dư thừa quá nhiều, dẫn đến là cái kho hàng chứa của nó bị quá mức, nó phải điều tiết lại, nó giảm cái phần sản xuất xăng ra. Thì bây giờ đến thời điểm hiện tại thì khi mà nền kinh tế quay lại chấp nhận là sống chung với Covid, mở ra một trạng thái phát triển mới, thì mọi người sẽ thấy là nhu cầu đi lại và nhu cầu vận tải, nhu cầu tức là nhu cầu về nguyên nhiên liệu rất là nhiều, thì trong đó có xăng dầu. Thì với giá bán mới thì mọi người thấy là trong những đoạn vừa qua thì giá xăng giá dầu mọi thứ đều tăng rất là mạnh, nên cho nên cái biên lợi nhuận của những doanh nghiệp mà liên quan đến này thì nhiều khả năng là sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Nên cái câu chuyện là không chỉ là quý 3 mà thậm chí là quý 4, BR sẽ có rất nhiều cái điều rất là hay và mình đánh giá ở đây là một cái xu thế mà mạnh mẽ nhất trong nhóm dầu khí, mạnh mẽ nhất trong nhóm dầu khí, tại vì thượng nguồn là ngon nhất. Khi mà giá dầu khí hồi phục thì thượng nguồn là ngon nhất, trong khi các bạn thấy, theo như các bạn để ý thông tin, hôm nay PVD còn bị cắt margin nữa là do lỗ quý 2, lỗ quý 1. Đó thì ở đây nó sẽ mở ra một trạng thái mới gì? Đây là một xu hướng xuất hiện khi mà giá hồi phục từ vùng đáy đi lên, là thiện việc tái cấu trúc hoặc là thời thế nó giúp cho PR hồi phục trở lại. Nhưng đến bây giờ mới thời điểm gọi là gặt hái một xu thế chính thì hoàn toàn là xu thế chính ở đây có thể xuất rất mạnh mẽ. Xu thế chính có thể xuất rất mạnh mẽ theo đại hồi phục trở lại của nền kinh tế Việt Nam. Và việc là trong mùa đông thì giá khí đốt, giá dầu thì luôn luôn neo ở vùng cao là một điều đã được dự báo rất nhiều từ những nhà giao dịch commodity. Thì mình thấy là cái điều tổng hợp lại thì BSR nó hấp dẫn. Vậy còn những doanh nghiệp khác trong ngành thì sao? Thì ví dụ như BVS vẫn lời, nhưng mà lời sụt giảm và BVS đang gặp cái cản vùng này. Và các bạn thấy là nếu so sánh với cái nhóm dầu khí nha, BSR tăng vượt đỉnh rồi đúng không? BVS vẫn đang là kẹt lại vùng này. PVD thì sao? PVD vượt một cái cản chéo, nhưng mà có cái cản này nữa nè. Có cản là tích lũy trong từ 2016 đến giờ và PVD chưa có gì hết. Đến cổ phiếu còn lại, nếu mà xét nhóm dầu khí thì có PR, PVD, PVS. Còn nếu mà nhóm khí ga thì mình sẽ nói về gas. Gas, các bạn thấy mình đã nói là gas là đang bắt đầu thì quá trình bắt đầu này sẽ khi mà giá điều chỉnh cơ hội cho mọi người. Khi giá điều chỉnh đó là cơ hội thật sự lớn nữa mọi người. Thì đây liên quan vấn đề là chỉ đề cập đến gas vì gas mới là đơn vị độc quyền, mang tính chất độc quyền ở Việt Nam và được hưởng lợi rõ ràng nhất từ khi mà giá khí đốt thế giới thay đổi. Chứ còn những đơn vị mà gọi là phân phối lại của gas như CNG, PGS hoặc PGC thì mình sẽ rất là đơn giản là giá đầu vào tăng, giá xuất ra cũng tăng. Vấn đề thằng nào có hàng dự trữ, hàng tồn kho ngay tại thời điểm hiện tại cao thì nó có lợi thôi. Còn lại thì mọi thứ đều rất là khó khăn. Nên ưu tiên là gas. Đó thì đó là tổng quan về nhóm dầu khí. Vậy các bạn sẽ có một câu chuyện tiếp theo là các bạn quan tâm đến nhóm gì? Nhóm ngân hàng. Tại vì hôm qua mọi người thấy là ngân hàng tăng rất bùng nổ và mọi người đều nghĩ là ô, sóng ngân hàng đã đến rồi, và thậm chí là mình thấy có những nhà đầu tư là mừng thành quả họ kiếm được lời từ nhóm ngân hàng, họ giỏi thật. Tại vì mình mà lướt kiểu đó thì mình cũng hơi khó. Ví dụ đây là nhóm ngân hàng, ví dụ ACB, theo như mình thấy mình chia sẻ mọi người luôn, dòng tiền bắt đầu hồi phục trở lại đối với ACB, nhưng cản của ACB nhiều. Các bạn mà học một khóa về đơn giản về TA, một khóa đơn giản về TA basic nhất thôi, thì các bạn sẽ biết được cách xác định những cái vùng cản có thể có một cổ phiếu. Khi mà cổ phiếu càng nhiều vùng cản thì cái đà tăng của nó càng khó. Và mọi người luôn luôn nhớ cho mình một cái điều quan trọng nhất là trong đầu cơ hoặc là trong giao dịch, trong đầu tư cũng vậy, đi theo một xu thế lớn đã hình thành là một cách kiếm tiền nhanh nhất. Ví dụ
xu thế này đã hình thành chưa? Chưa. Xu thế lớn đã hình thành là một xu hướng rõ ràng. Ví dụ xu hướng tăng, một xu hướng giảm. Ví dụ ở đây, đối với nhóm ngân hàng, một phiên nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Và cản của nó có rất nhiều. Đó thì mình thấy là ngân hàng, ví dụ ACB là đang có cản khá nhiều nè. Rồi mình sẽ liệt kê một số cổ phiếu không mình chia sẻ với mọi người. Ví dụ Vietcombank đi. Hồi phục lên hôm nay giảm. Và là tác nhân chính như là Nguyên vừa chia sẻ là kéo index giảm xuống trong ngày hôm nay. Và xu thế chính của Vietcombank lại là đang giảm. Đang giảm. Vietcombank đang giảm. Vậy như Techcombank thì sao? Techcombank. Techcombank thực ra mình đang chờ. Chờ gì? Chạm cản, ok. Các bạn hoàn toàn có thể sacrifice ở ngay đây. Ở đây bị bán. Hoàn toàn có thể là các bạn chờ bán một phần ở đây khi mà giá chạm đây hoặc giảm xuống. Đây là những cái vùng này. Là mình sẽ lưu tâm. Tại mình chờ mình phản ứng với thị trường. Đây cản. Thì hoàn toàn có thể chạm vùng 54 quay đầu xuống. Rồi đó các bạn có thể bán một phần và chờ. Còn khi vượt lên trở lại ok. Thì mình quay trở lại để mình giao dịch tiếp. Nhưng mà lại có một cái cản tiếp theo là đây. Còn đối với trường hợp cổ phiếu hấp dẫn nhất thì sao? Tiên Phong Bank. Các bạn thấy một cổ phiếu nó không có cản, nó khác biệt đâu. Lên trên đây là không có cản. Và hoàn toàn các bạn có thể kiếm được lợi nhuận theo giao dịch theo xu hướng. Và đến bây giờ Tiên Phong Bank thì có những thông tin nó vẫn duy trì là tích cực và nó vẫn lên. Tuy nó không mạnh mẽ nhưng nó vẫn xu hướng lên. Đây là Tiên Phong Bank. Ở đây thì có một bạn hỏi mình về MBB. Thì mình xin phép chia sẻ luôn. Thì MBB thì hôm bữa là có cái hôm nay, cái hôm ngày 24 tháng 9 thì là full room. Thì nếu các bạn kéo qua các bạn thấy là cái vùng đó, vùng 29 ấy. Vùng 29 thì nó có ý nghĩa thống kê đối với cổ phiếu này. Thì đến hôm nay thì nó chạm giá khoảng 29.15 và quay đầu. Thì nghĩa là nó có ý nghĩa thống kê. Và nếu ngày mai đỏ luôn và giảm trở lại thì các bạn sẽ biết là thật sự là cái điểm này, những cái điểm này là điểm có ý nghĩa thống kê, là đó xuất hiện gì? Xuất hiện lực cung cổ phiếu. Để các bạn thận trọng. Còn bản thân thì MBB thì cũng giống như ACB hoặc giống như nhiều cổ phiếu khác trong nhóm ngành, nhóm bên thôi, trừ Tiên Phong Bank thôi, là vẫn đang có rất là nhiều cản và nó chỉ là mới một phiên hồi phục. Và bạn hoàn toàn có thể là nếu như các bạn là người đầu tư dài hạn, có bức tranh đầu tư dài hạn, thì các bạn có thể mua từng phần ở vùng tích lũy này và khi nó hình thành xuống thì các bạn nâng tỷ trọng lên. Còn nếu như bạn là đầu cơ để tối ưu hóa tài sản á, tối ưu hóa cái tài sản của mình để tạo hiệu suất cao nhất á, thì tại nhóm hàng chưa phải thời điểm. Đó, ok, là hai nhóm mình vừa review là dầu khí và ngân hàng. Thì xem xét tiếp trong cái phần mà các bạn chat thì hỏi comment, thì Khôi có thể, anh Nguyên có thể chia sẻ với anh một số câu hỏi của một số anh chị và các bạn hay không? Dạ vâng. Trước khi bước sang cái phần chia sẻ câu hỏi thì em xin phép được giới thiệu lại với những anh chị vừa tham gia vào room về khóa học Đi Go Đi Trade của VnDirect. Đó là khóa học sẽ giúp các anh chị có thể nâng cao cái khả năng giao dịch trực tuyến của mình và tìm những cái cơ hội đầu tư chất lượng và có lời ở trên thị trường. Ngày khai giảng sẽ vào ngày 13 tháng 10, tức là ngày thứ tư ngày mai. Xin phép được để đường link ở phần chat để các anh chị có thể theo dõi và tìm hiểu thêm. Dạ vâng, bây giờ thì mình sẽ quay lại về cái phần chia sẻ của anh Văn cũng như phần hỏi đáp ạ. Thì câu hỏi thứ nhất cũng là của nhà đầu tư Mạnh. Ngoài câu hỏi về ngành ngân hàng ra thì nhà đầu tư cũng muốn hỏi anh Văn về xu hướng của cổ phiếu ngành du lịch, khách sạn. Cụ thể ở đây là nhà đầu tư để lại mã DAH ạ. Đối với cổ phiếu mà nhóm ngành du lịch, khách sạn đó, thì chắc là bạn sẽ có một cái giả định rằng là khi mà kinh tế hoạt động trở lại bình thường thì người ta sẽ du lịch nó từ rất là tệ nó chuyển thành tốt trở lên và đó là mở ra cơ hội đầu tư. Nhưng mà nếu mà bạn để ý kỹ DAH, ví dụ khách sạn Đông Á nó ở đâu, nó ở Thái Nguyên, khách sạn Đông Á ở Thái Nguyên, và khi người ta nói đến Thái Nguyên thì người ta nói đến gì? Ví dụ đây, mình nói là Thái Nguyên thì nó nói đến vật là ở đó là nơi của sản xuất thép, thì du lịch của nó không phù hợp. Nếu mà nói về bản chất là vị trí khách sạn khách Đông Á thì mình nói đã không phù hợp về kinh doanh khách sạn rồi.
Còn nếu mà nói về ngành nghề á, thì mình sẽ nói về các bạn cần có đầy đủ hơn số liệu về cái thống kê đi lại mà từ Google á. Google sẽ có thống kê di chuyển về đi lại của người dân ở các khu du lịch và di chuyển của người dân trên toàn cầu để mình đánh giá được thật sự là ngành du lịch đã hồi phục hay chưa. Nó còn rất nhiều điều mà từ trạng thái tốt trở nên tích cực, nó còn rất nhiều điều phải làm. Hãy đi theo những điều tích cực trước, còn điều mà từ trạng thái chưa tốt mà chuyển sang tích cực thì nó cần rất nhiều thời gian và rất nhiều nguồn lực. Mình làm như thế thì thật sự là trừ khi nhà đầu tư có một cái kiến thức đầu tư rất siêu, rất tốt và một nền tảng tài chính của mình rất ổn định để mình sẽ tích lũy tài sản, là những tài sản như thế nó mới hiệu quả được. Chứ còn trong ngắn hạn, nếu trong ngắn hạn thì mình lời khuyên chân thành là đừng nên giao dịch theo chiến lược tái cấu trúc. Đó, anh xin phép xong rồi. Dạ vâng, nhà đầu tư Phương Vũ có một câu hỏi liên quan đến trading cho anh Văn về tín hiệu mua của DGC và VIX cũng như là nắm giữ DigiWorld. Đối với trả lời từng câu hỏi, ví dụ hôm nay nếu xét ra thì nhóm hóa chất tăng điểm là liên quan đến việc DGC tăng điểm. DGC tăng điểm thì mình sẽ nói vậy, nếu các bạn nhìn vào một xu thế lớn của DGC thì đảm bảo luôn là đây là một xu thế tăng top những cổ phiếu tăng mạnh mẽ nhất trên sàn. Top những cổ phiếu tăng giá mạnh mẽ trên sàn. Rồi ok, chặt tháng đang tăng liên tục đúng không mọi người? Rồi, nó là chặt tháng. Vậy đến chặt ngày thì sao? Chặt ngày thì giá vừa kết thúc quá trình điều chỉnh. Giá đang kết thúc quá trình điều chỉnh thì đây các bạn cũng thấy là giá bắt đầu một đà tăng lên trở lại với một phiên là vùng tăng giá tăng hôm nay và một cây nến tăng giá rất ấn tượng là 5.4% trong một ngày mà index tăng 0.05%, tức là tăng tương ứng chấm khoảng dưới một điểm, 0.7 điểm. Thì đây khi các bạn thấy đó thầy, đây cổ phiếu đang perform mạnh hơn index thì các bạn hoàn toàn, nếu các bạn muốn biết về chi tiết thì các bạn hoàn toàn vẽ đường này đấy, các bạn thấy đây là một cảm vượt qua ok giá tăng tiếp. Vậy động lực nó đến từ đâu? Động lực nó đến từ giá footfall vàng. Mà theo như các báo cáo đã qua, ví dụ Q2, Q1 các bạn thấy là tăng trưởng không có bao nhiêu hết, có 30% mà các bạn sẽ làm lại. Các bạn nói là giá footfall vàng đang tăng rất nhanh mà tại sao DGC lại lợi ít thế? Là do giá hợp đồng đã ký trước. Nhưng đến Q4 thì mọi thứ sẽ khác. Đến Q4 mọi thứ sẽ khác. Và khi giá mà theo thị trường thì dẫn đến cái lợi nhuận trong Q4 của DGC có thể là mức kỷ lục từ xưa đến giờ của DGC. Có thể mức kỷ lục. Và nhờ đó, đối với những dòng tiền thông minh, dòng tiền đầu tư chuyên nghiệp, họ thấy được cơ hội đó mà dẫn đến là xu hướng của DGC nó tăng mạnh mẽ từ tháng 8 cho đến bây giờ rồi. Và mình nghĩ rằng cái xu hướng này sẽ tiếp tục, tại vì dòng tiền thông minh tiếp tục là xuất hiện và nằm vùng ở đây. Đó, thì mình chia sẻ như vậy để các bạn hình dung và follow những cơ hội này đối với DGC. Còn đối với fix ở đây. Rồi ok, mình sẽ bật fix. Fix ở đây là một quá trình hồi phục lên từ đáy. Các bạn sẽ thấy để ý nè, đây là một đoạn tăng rất tốt của VIX. Nhưng mà nếu bây giờ thì sau đoạn tăng đó thì VIX hình thành một đà từ điều chỉnh đảo chiều cho đến giảm rồi đi ngang. Bây giờ thì VIX đang trong một xuống giảm. Và nếu như các bạn biết cách vẽ đơn giản, các bạn vẽ vậy. Đây là giá đang giảm và nó chạm cản. Và đã là một cổ phiếu giảm giá thì không quan tâm. Đừng quan tâm giảm giá. Đừng quan tâm cổ phiếu giảm giá. Hãy quan tâm cổ phiếu có xu hướng lên. Tại vì đơn giản ở đây mọi người đều mua theo vị thế là mua vị trí buy, mua giá A và bán giá cao hơn, thì đa số là người dây long là chính, chứ mọi người không short cổ phiếu. Nên là đối với trường hợp mà cổ phiếu theo xuống giảm như vậy, thống nhất là bỏ qua đối với VIX, dù cho giá nó từ đáy lên. Rồi đối với cổ phiếu cuối cùng là mảng bán lẻ, thì các bạn có DigiWorld là cổ phiếu đang hôm nay thì bắt đầu là thanh khoản cao, nay thanh khoản rất cao và hành động giá thì có lúc là tăng lên khoảng 119, thì nó có vùng giá cao cạn của DCGO là giá khoảng là 120, gần 124
thì các bạn hoàn toàn, nếu các bạn quan tâm đến cổ phiếu DCW thì các bạn nên chờ khi nào giá vượt lên 124 thì giá kết thúc quá trình là quá trình nghỉ ngơi của cổ phiếu để đà tăng trở lại. Còn không thì các bạn tốt nhất cứ nên dừng ở đây, đừng vô, tại vì nó có một thời gian là DCW đang ở vùng đỉnh giá là bi khoảng 25-26 và những kỳ vọng về đà tăng giá của DCW trong thời gian qua nó rất là mạnh mẽ, nên thời gian này thời gian dòng tiền cần cần những tín hiệu rõ ràng hơn từ DCW trong cái nhịp tăng trưởng tiếp theo để có thể đẩy định giá của DCW tiếp tục. Đó là cái chia sẻ của anh Nguyên ơi. Vâng, tiếp theo là một câu hỏi trading của nhà đầu tư Duy TK về điểm mua cho thép Việt Nam và đạm Phú Mỹ. Đối với nhóm thép thì hôm nay có vẻ không phải là một ngày của nhóm thép sau một phiên tăng rất mạnh mẽ của Hòa Phát trong ngày hôm qua. Thì đây là vùng ngay đỉnh. Thực ra là mọi người sẽ là giá vượt đúng không? Vượt test bật lên lại và giá chạm cản ngay đây. Cái này những dấu hiệu cho thấy là đối với cổ phiếu như TVN nó không có tính chất đại diện, không có tính chất đại diện như là nhóm sắt thép, như là cổ phiếu đồng ngành của sắt thép. Và dẫn đến là cái đà này nó sẽ phải nhìn vào các trạng thái của cổ phiếu đầu ngành sắt thép rất là nhiều. Nên một trong những điều mà những tay giao dịch chuyên nghiệp á, mà các bạn có thể học hỏi á, là hãy chỉ tập trung những cổ phiếu đầu ngành mạnh nhất và là đầu ngành. Đừng mua giao dịch những cổ phiếu gọi là loại 2 của ngành. Thì trong đó có TVN. TVN, Thép Việt Nam. Tên thì tên là Thép Việt Nam nhưng xét về quy mô thì nó không thể so sánh được với các anh cả đầu ngành của nó. Và dẫn đến là mọi người giao dịch cổ phiếu này mọi người thấy gì? Yếu. Nhìn vô các bạn thấy yếu liền. Rồi các bạn qua những cổ phiếu đầu ngành. Hôm nay Hòa Phát điều chỉnh nhẹ. Sau một phiên tăng giá 2.7% hôm qua, hôm nay chỉ giảm 0.3% và đây vẫn đang là xu hướng tăng bền vững. Dòng tiền vẫn đang vào cổ phiếu. Tuy các bạn thấy là thanh khoản giao dịch không nhiều nhưng dòng tiền vẫn đang vào cổ phiếu Hòa Phát. Dòng tiền vẫn đang vào Hòa Phát. Vậy Hoa Sen thì sao? Hoa Sen bật tăng từ vùng gì? Từ vùng giá nền ở dưới là vùng 40 và đến bây giờ đang là vùng 40-48. Và thực ra là các bạn thấy là Hoa Sen đang tạo những đỉnh liên tục, những vùng đỉnh liên tục giá cổ phiếu. Ví dụ Hoa Sen đã vượt vùng đỉnh trong quá khứ của nó là ngay tại thời điểm khoảng tháng 9 thì là 47, còn bây giờ đã lên giao dịch quanh vùng 48 và tích lũy quanh 48 rồi, thì bạn hoàn toàn đã thấy là cái xu hướng này sẽ còn tiếp tục. Rồi Nam Kim thì sao? Nam Kim cũng đang duy trì đà tăng mạnh mẽ của Nam Kim xuất phát từ tháng 7 cơ, và từ giá 25 cho đến bây giờ đây là vùng 25 nè, vùng vượt đỉnh là giá 30 nè. Đó, để mà đi đến xu hướng giá hiện tại đang là gần 49. Nghĩa là các bạn nhìn cho các bạn thấy liền. Nam Kim, Hoa Sen, Hòa Phát mạnh mẽ. Và tùy từng thời điểm thì có thằng mạnh nhất khác nhau. Nhưng mà đa số các cổ phiếu này đảm bảo được một chuyện gì? Tính thanh khoản và tính dẫn dắt ngành. Như FNC, SMC. Thực ra SMC thì nó bị một trạng thái thanh khoản nó quá thấp. Nên không thể thu hút dòng tiền lớn được. Nên các bạn quay lại vì thế là quy mô của cổ phiếu trong nhóm ngành để các bạn lựa chọn những cổ phiếu đầu ngành để giao dịch là cái chia sẻ. Hôm nay thì nhóm ngành câu hỏi tiếp theo liên quan đến đạm Phú Mỹ, thì hôm nay nhóm ngành phân bón đang tăng. Trong một bài báo mà mình được đọc ngay tại thời điểm mà chuẩn bị livestream này thì mình có đọc một bài báo là đây mình sẽ chia sẻ với mọi người liên quan đến việc là các nhóm ngành như là phân bón nè, sắt thép nè, đây mình sẽ bật một cái bài của Vietstock, nó có cơn sốt than thế giới tác động ra sao với ngành công nghiệp của Việt Nam. Thì trong một cái phần mà research của SI nó chỉ ra nó khá nhiều liên quan nè, giá than tăng mạnh các ngành công nghiệp như nhiệt điện, xi măng, luyện kim, phân bón sẽ bị ảnh hưởng mạnh theo chiều gì? Đó là than là nguồn chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Và khi nó tăng cao như vậy, nó dẫn đến là
là những ngành có tỷ lệ sử dụng cao này, như là xi măng này, sắt thép này, phân bón này, nó sẽ làm pin lợi nhuận gộp của doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng, có thể bị ảnh hưởng. Nên nên là mọi người đừng nghĩ giá than lên, giá chi phí đầu vào lên là những doanh nghiệp sản xuất sẽ hưởng lợi. Có, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, làm cho pin lợi nhuận của doanh nghiệp xuống. Nên dẫn đến là ví dụ như hôm nay ngoài ngoài chỉ là nhóm sắt thép, đến hôm nay ngành phân bón, các bạn phân bón các bạn thấy là DCM thì ok hôm nay vẫn tăng khoảng 2%, nhưng mà các vùng vùng đà, vùng ngoài đà của DCM thì vẫn có hưởng lợi, vẫn có hưởng lợi, vẫn tăng. Nhưng mà nếu mà so sánh với cổ phiếu mà đồng ngành như DCM, DCM các bạn theo dõi sẽ dễ hơn, tại vì DCM đang được giá cao hơn do là việc có thể xuất khẩu được trong vụ mùa. Thì khi quan sát cả DCM lẫn Đạm Phú Mỹ thì mình thấy là cổ phiếu dần dần rơi vào vùng điều chỉnh. Sau một nhịp tăng mạnh thì sẽ phải đến lúc cổ phiếu cần có nghỉ ngơi một xíu. Và mình cho rằng là lúc này là lúc các bạn đừng nên đánh cược bằng việc là mua đội, mà hãy chờ cho mặt bằng giá nó tạo mới đã rồi các bạn hãy giao dịch. Rồi BFC thì sao? Đấy, BFC cũng y chang như vậy. BFC là yếu nè. Mạnh nhất là DCM. Kế đến là Đạm Phú Mỹ. Rồi cuối cùng mới là BFC hoặc là LAS hoặc là DDV. Đó, nếu ngành phân bón các bạn lưu ý như thế. Rồi, đó là câu trả lời của anh về TVN và Đạm Phú Mỹ và review cả nhóm ngành thép lẫn là phân bón luôn nha Nguyên ơi. Cảm ơn anh Văn ạ. Nhà đầu tư Kiên Đỗ có câu hỏi về TNH và Fecon ạ. Thì anh Văn có thể chia sẻ quan điểm của mình về những cổ phiếu này không ạ? TNH liên quan đến bệnh viện Thái Nguyên. Hình như là bệnh viện Thái Nguyên thì phải. Để từ từ để mình check coi phải là bệnh viện Thái Nguyên không. Đúng bệnh viện Thái Nguyên anh ạ. Ừ, bệnh viện Thái Nguyên thì mọi người thấy là trạng thái của nó dần dần đó điều chỉnh. Đã bắt đầu điều chỉnh và thực ra điều chỉnh dần dần chuyển thành gì? Chuyển thành cân đi ngang, cân đi ngang. Và nếu như cân đi ngang thì mọi người thấy là hiện tại thì động lực của hàng ngày sẽ đến từ đâu? Có phải giải thích được nó đến từ đâu là việc nó có những cái điều gì thúc đẩy cho quá trình là tăng giá tiếp theo hay không? Là từ các hoạt động về tài chính, tức là tăng vốn, có hoạt động về chi cổ tức, chốt quyền, hay là hoạt động liên quan đến việc là kinh doanh mang lợi nhuận cao thì nó mới tác động đến giá để thoát khỏi khung giao dịch này. Còn không, giá cổ phiếu sẽ neo trong khung giao dịch này một thời gian để tình thành mặt bằng giá mới. Đó là cách mình xác định trạng thái của cổ phiếu lẫn câu chuyện về liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Thì nếu như không có gì thì giá sẽ hoạt động trong biên độ này. Và các bạn chỉ cần xác định khung biên độ này các bạn giao dịch là đối với TNH. Còn đối với trạng thái Fecon là FCN thì Fecon FCN đang có một cái giai đoạn hình thành xuống tăng chân sóng rất tốt, dòng tiền vào rất tích cực và đang trong giai đoạn tăng giá mạnh mẽ, đang trong giai đoạn tăng giá mạnh mẽ từ khi mà confirm trở lại đó. Fecon đang có giai đoạn tăng giá mạnh mẽ và xuống tăng này thì mới ở mức bắt đầu nên hoàn toàn các bạn có thể follow quá trình này được. Và còn một vùng cản duy nhất là trong năm 2017-2018, trong năm 2017 thì các bạn lưu ý phần đó là lúc giá đang khoảng là vùng 18, đang khoảng 18 đến 18 năm thì các bạn lưu ý vùng đó. Và giá thì bắt đầu đang mạnh mẽ trong đà tăng. Rồi hoàn toàn các bạn lưu ý cổ phiếu này. Còn về cơ bản doanh nghiệp thì mình sẽ không check nhiều tại thời điểm này. Tại vì mình cũng chưa có đầy đủ dữ liệu về cổ phiếu Fecon để mình có thể chia sẻ về cơ bản cho mọi người được. Vâng, tiếp theo em xin phép được gộp một số câu hỏi của các nhà đầu tư. Cụ thể ở đây là về nhóm ngành bất động sản, thì anh Văn có thể đưa ra nhận định về xu hướng cũng như là điểm mua cho các cổ phiếu Nam Long, Khang Điền và LDG không ạ? Đối với trong ngành bất động sản thì mình nhớ là hiện tại là đối với nhóm bất động sản thì mình có chia sẻ là như là một số cổ phiếu mạnh mẽ nhất, ví dụ cổ phiếu mạnh mẽ nhất đi, mình sẽ làm một cái gọi là check nhóm ngành đi để các bạn thấy được là trong nhóm bất động sản thì các bạn nên quan tâm cổ phiếu nào. Đó, trong nhóm bất động sản thì các bạn nên quan tâm cổ phiếu nào? Các bạn nên quan tâm là ESC,
SC liên quan gì? Bất động sản ở Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu. Và từ cái hôm mà mình chia sẻ mọi người vùng này nè, những cái vùng này nè, đến bây giờ cổ phiếu đó tăng rất mạnh mẽ, là từ 47, 48, 49 cho đến bây giờ là 50, gần 55, là một là ESC. Thứ hai là liên quan đi HDC thì có nói rồi, thì cũng không bàn nữa, và bên tư vấn đầu tư cũng có chia sẻ HDC rồi. Dreamhouse đang câu chuyện là Dreamhouse đang câu chuyện lên là đến liên quan đến việc là sẽ phát hành tăng vốn để tăng sở hữu ở KSB. Rồi CKG là doanh nghiệp rất tiềm năng ở khu vực Nam Bộ, khu vực Kiên Giang, với bất động sản quỹ đất rất là nhiều. Rồi ở dưới đây có một số doanh nghiệp nhỏ thì mình không bàn. Vậy sau khi nói xong các bạn thấy ủa, những con mình hỏi thì nó đâu? Ví dụ Nam Long. Nam Long thì khi mà Nam Long như nó vẽ như vậy thì các bạn thấy là lúc trước mình đã chia sẻ mọi người nó là một cân giá. Nếu nó là một cân giá thì mọi người phải lưu ý gì? Đây là vùng có thể mua theo cân và đây là vùng có thể bán theo cân. Đây là vùng bắt đầu có thể bán theo cân. Thì nó duy trì biên độ thôi mà. Thì thấy các bạn có thể không bán được vùng đỉnh này, nhưng mà quy động đỏ thì các bạn có thể chủ động bán. Tại vì nó đã đỏ, nghĩa là nó những cái vùng này có ý nghĩa và thống kê để các bạn bán ra. Có ý nghĩa thống kê để các bạn bán ra. Chỉ vậy thôi. Rồi, đây là Nam Long. Rồi đến Khang Điền đúng không? Đúng rồi. Khang Điền đang có một xu hướng đang hình thành và mới bắt đầu. Mới bắt đầu. Thì ở đây các bạn vẽ như vậy, các bạn thấy nè. Đấy, đang bắt đầu phá lên và hình thành đà tăng. Thì tháng ok tăng tốt, tuần ok kết thúc điều chỉnh và bắt đầu rò nhịp tăng, ngày thì đang đà tăng. Vậy các bạn sẽ làm gì với trường hợp này? Đây là một phiên tăng và hai phiên nghỉ ngơi. Maximum của cổ phiếu này có thể là phiên mai nghỉ ngơi nữa và phiên cuối cùng tăng. Thì nó có một cái dạng đồ thị, đây là một nhịp tăng, ba nhịp nghỉ và tăng tiếp, rồi free method formatting của nến. Thì các bạn lưu ý phần đó. Và chắc chắn một điều là đây là cổ phiếu đang có những cái đà rất rõ ràng. Đang là đà rất rõ ràng. Và đây là một cơ hội giao dịch. Các bạn nào mà giao dịch cổ phiếu Khang Điền, nó sẽ cảm thấy là nó rõ ràng hơn so với các bạn giao dịch cổ phiếu của Nam Long. Rồi ngoài Khang Điền, Nam Long thì các bạn sẽ thấy là SC thì mình nói rồi, SC đang là một xu hướng tăng mạnh mẽ. Rồi đến cổ phiếu thứ hai, cổ phiếu đầu ngành đi, VSM. Thì VSM như mình có chia sẻ ở đây, như đồ thị mình đang vẽ luôn, mà hôm bữa thì mình có chia sẻ luôn. Thì hôm nay lượng cổ phiếu thưởng của VSM về. Hôm nay lượng cổ phiếu thưởng của VSM về. Áp lực bán có không? Có. Và giá thì đã có lúc hồi lên là 81.5 vào đầu ngày, và cuối có lúc thì giao dịch xuống thấp là 80.5. Giai đoạn xấu nhất qua rồi, là giai đoạn giảm này qua rồi, và giai đoạn này sẽ hình thành gì? Một cân sideways nếu có thể có. Một cân sideways nếu có thể có. Chứ còn đà hồi phục thì cứ càng lên thì các sàn này bị bán rất nhiều. Nên là các bạn thấy là vốn tăng nhưng mà giá giảm, thì các bạn phải lưu ý chuyện đó, là lượng cung chờ sẵn có để bán ở trên. Rồi, đó là VHM. Và trạng thái có thể là giai đoạn xấu nhất qua, thì mình có thể chờ một cái kỳ vọng là cái cân sideways tạo nền mới của giá sẽ được thiết lập. Đối với cổ phiếu như KBC là một quá trình là đã hình thành một nhịp tăng giá và đang chạm lại vùng đỉnh và đang test lại vùng đỉnh của nó. Vùng đỉnh của nó là vùng 46. Vùng 46, và thậm chí là ở đây có lúc là như hôm ra những tin mà liên quan đến phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu giá 34 của KBC, thì giá có lúc là tăng lên đến trần và hồi lại. Thì trong cái ngày 7 tháng 10 năm 2021 thì vừa qua, thì có cách đây khoảng 3-4 ngày, thì KBC có lúc vượt nhưng mà bị test lại. Thì quá trình này là gì? Bật test. Ngày mai có thể là gì đó, có gì đó rất rất đáng chờ đợi với KBC. Rất đáng để chờ đợi với KBC. Và KBC có một đặc thù mà mình chia sẻ với mọi người. Nếu trong giai đoạn tăng thì mọi người nên là
nên bán lúc KBC tăng mạnh và mua lại lúc KBC giảm. Và nên có, nên giao dịch, đừng mở dịch mua một lệnh mà bán một lệnh, hãy mua từng từng nhịp, mua từng phần trong tài khoản để tỷ trọng vừa phải để mình lướt theo nhịp của nó. Và mình đánh giá KBC một cái cơ hội đầu tư rất sáng trong năm 2021 và 2022. Thì mình trả lời luôn một số câu hỏi của bạn về KBC là có thể giao dịch và đầu tư dài hạn được không? Mình nói được. Tại vì đơn giản là không phải là chỉ là về biên độ dao động giá này, mà các bạn hãy nhớ đây là một xung lớn đang hình thành của KBC. Đây là một xung lớn đang hình thành của KBC. Rồi, anh chia sẻ xong rồi Nguyên ơi. Vâng, tiếp theo là câu hỏi liên quan đến nhóm ngành xây dựng của một số nhà đầu tư về xu hướng. Thứ nhất là của công ty xây dựng HBC và thứ hai là của công ty HT1 là xi măng Hà Tiên. Đối với HBC thì mình nghĩ nha, này là quan điểm cá nhân luôn, là ngành xây dựng dân dụng trong giai đoạn này khá khó khăn. Và đối với cổ phiếu HBC thì đang trong giai đoạn hồi phục thôi. Nó không phải là cái đà có thể giúp cho bạn kiếm được nhiều tiền. Ok, nó vẫn là một đà tăng ngắn hạn để hoàn toàn có thể là các bạn thấy là giao dịch được. Nhưng gọi nó là cơ hội tốt nhất hay không? Không phải. Các bạn hỏi 10 người chắc chắn là hết 5 người trả lời cổ phiếu này không phải là cơ hội giao dịch tốt nhất. Vậy các bạn hãy nên chọn những cổ phiếu mà được gọi là cơ hội giao dịch tốt nhất để giao dịch, hoặc là theo những xu thế lớn nó đã hình thành. Còn trạng thái này, trạng thái 50-50. Thì đã 50-50 thì trừ khi bạn có kỹ thuật giao dịch tuyệt vời thì bạn mới thắng được số đông ở đây thôi. Đây, chia sẻ chân thành về HBC. Đối với nhóm Hà Tiên 1 thì phân tích kỹ ra, mình nói luôn là Hà Tiên 1 là cổ phiếu có gì? Có xu hướng tăng rất tốt, có trạng thái vượt đỉnh rất tốt. Mình sẽ nói để đây trạng thái vượt đỉnh rất tốt, mọi thứ đều ok hết. Nhưng hôm nay có một tin, hôm nay có một tin là giá than tăng cao ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của nhóm ngành xi măng, thép và phân bón. Thì hoàn toàn các bạn phải biết cách xử lý thông tin, nó chắc chắn là có tác động làm gì, làm cho lực bán xuất hiện và làm cho giá giảm. Thì đối với ai mà như theo kiểu là lướt sóng theo nhóm ngành hưởng lợi thì vùng này nó bắt đầu vùng bán, rồi các bạn chờ những nhịp điều chỉnh tiếp theo của Hà Tiên khi mà thông tin bất lợi xảy ra để giá có thể dịch chuyển về, giá dịch chuyển về đâu, về vùng hỗ trợ. Ví dụ giá dịch chuyển về vùng hỗ trợ 20 rồi bật lên lại thì nó hoàn toàn là cơ hội tiếp theo của Hà Tiên. Động lực của Hà Tiên đến việc là nhu cầu về xi măng, nhu cầu về vật liệu xây dựng không chỉ ở phía Nam, Đông Nam Bộ phục vụ đầu tư công tăng nhiều, mà nó cũng đến từ việc là xi măng Hà Tiên có thể xuất khẩu và giá xi măng thì đang tăng cao. Đó, nó cũng bù phần nào là chi phí đầu vào của nhóm ngành liên quan đến than, khi giá than tăng. Rồi đối với ngành BC1C thì đây là một doanh nghiệp sao? Đây doanh nghiệp là chắc chắn là năm 2021 này là tăng trưởng rất tích cực luôn. Và theo định giá của một số công ty chứng khoán đó, là một số báo cáo thì nó lên tới vùng khoảng 42.5, 42 đến 42.5. Và trong xuyên suốt quá trình mà khi thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn, ví dụ các bạn sẽ thấy là đây là một cái chạm giữa VN-Index, ở trên là BC1, ở dưới là VN-Index, thì các bạn nếu mà vẽ thì mình sẽ vẽ đây là BC1. BC1 đang trong giai đoạn điều chỉnh lúc mà index tăng, còn ngược lại tăng bắt đầu lúc index điều chỉnh. Đó, thì khi mà các bạn vẽ như vậy xong, các bạn thấy thì trong giai đoạn vừa qua từ tháng 8 đến giờ performance của BC1 mạnh mẽ hơn. Và những ngành nghề liên quan đến xây dựng điện đang là một trending tại thời điểm hiện tại, nên là một xu hướng thời điểm hiện tại, và nó mang lại nhiều cái cơ hội cho doanh nghiệp, nhiều cơ hội cho nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu đó. Ví dụ như là Hà Đô thì cũng có mảng năng lượng nè, rồi Đạt Phương nè cũng xây dựng điện nè, rồi TV2 này. Đó, các bạn thấy là xu hướng rất mạnh. Vậy BC1 cũng y chang như vậy và thuộc nhóm là nhóm rất tiềm năng và tích cực. Nền tảng tài chính của BC1 và động lực tăng trưởng của BC1 rất rõ ràng. Thì các bạn có thể tìm đọc các báo cáo đó để hiểu hơn về doanh nghiệp.
và hiểu về trạng thái xu hướng này của doanh nghiệp. Trạng thái xu hướng của BC1 mình đã rất rất tích cực. Các bạn cứ theo xu tăng thôi. Rồi, anh chia sẻ xong rồi Nguyễn ạ. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư Quốc Nguyễn có câu hỏi về xu hướng cổ phiếu FRT và HAH ạ. Cổ phiếu FRT là cổ phiếu gì ta? FPT Retail anh ạ. Đối với nhóm ngành FPT, đối với FPT Retail thì mình chia sẻ với mọi người vậy. Là như mình thấy là nó có một đoạn tăng giá rất mạnh. Và các bạn cũng thấy là đã tăng giá rất mạnh. Nếu đơn thuần các bạn là follow theo xu hướng thì ở đây là cổ phiếu vẫn còn xu hướng. Và các bạn phóng một cái chạc lớn lên, các bạn thấy là ok, cổ phiếu đang theo xu hướng. Rõ ràng, đồng ý. Và hồi phục từ đáy lên. Nhưng mà nó có một điều là các bạn có thấy thật sự là doanh nghiệp này, cái đà lợi nhuận của doanh nghiệp nó có tăng trưởng theo cái đà tăng của giá hay không? Nếu các bạn cảm thấy là tiềm năng của nó có thì đây là một cơ hội đầu tư để các bạn đi theo. Còn như quan điểm của chính cá nhân mình là mình thấy hiện tại nó chưa tương xứng và kỳ vọng của mọi người nhiều quá. Và nó kinh doanh những ngành nghề nó cũng khá tương tự như là thế động. Trong khi thế động thì đang gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến họ kinh doanh, là kinh doanh điện thoại di động và kinh doanh điện máy. Thì thế động cũng FPT cũng y chang như vậy và đang có những cái tín hiệu xấu. Thì mọi người đặt một chút xíu thận trọng lại đối với doanh nghiệp này. Đặt một chút xíu thận trọng lại để mình ở vị thế an toàn hơn. Thì các bạn chờ những cái nhịp điều chỉnh của FPT nó có thể có, FRT nó có thể có để đánh giá cái xu hướng nó có bền vững hay không, nó mạnh mẽ hay không để các bạn tham gia. Đối với là FRT, còn cổ phiếu tiếp theo là gì giờ Nguyên nhỉ? Hải An thì là cổ phiếu mạnh nhất ngành rồi. Hải An là cổ phiếu mạnh nhất ngành cảng biển và mình nói thật luôn với xu hướng tắc nghẽn hiện tại của đây một bài báo nè. Một bài báo tiếp theo mà trên Vietstock vừa mới đăng là giá cạo leo thang vì chuỗi cung ứng tắc nghẽn. Mình cũng chưa đọc đâu. Mình cũng chưa đọc nhưng mà việc này dẫn đến là cái tắc nghẽn này, nút thắt này nó cần được giải quyết không sớm muộn được và nó cần thời gian rất nhiều. Và nó dẫn đến là với nhu cầu tăng mạnh trong dịp là Noel sắp tới, tháng 11 và tháng 12 là phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khu vực Bắc Mỹ và các quốc gia châu Âu, thì đó là thường là mùa tiêu dùng rất cao, thì dẫn đến là cái nhu cầu về vận chuyển hàng hóa nó càng nhiều hơn nữa. Và mình nói với mọi người là bởi vậy mình mới chia sẻ với mọi người là cái nhóm ngành cảng biển để phục vụ cho nhu cầu xuất nhập khẩu thì nó sẽ càng nhiều việc hơn nữa, và dẫn đến là cái động lực tăng trưởng của nó khi mà giá cả của dịch vụ chuỗi cung ứng đang leo thang. Thì trong đó HAH là mạnh nhất, HAH là mạnh nhất và hiện tại thì giá vừa hồi phục lại gần vùng đỉnh. Và theo một số báo cáo thì mình biết là cái lợi nhuận của HAH tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3 và bùng nổ trong quý 4 nữa. Thì đối với trường hợp này thì nó hoàn toàn là phù hợp với những gì mà mình đang quan sát nền kinh tế đang vận hành, cho đến doanh nghiệp tạo lợi nhuận như thế nào, cho đến xuống giá như thế nào. Thì tổng hợp những yếu tố đó thì đây là một cơ hội đầu tư tuyệt vời. Thì việc của bạn là follow vào những cơ hội đầu tư tuyệt vời đó để kiếm được tiền. Đó, thì chia sẻ về FRT và HAH như thế. Vâng, nhà đầu tư Văn Thực có một câu hỏi liên quan đến chiến lược giao dịch cho anh Văn, đó là đoạn này có nên chốt bớt để đợi nhịp chỉnh không ạ? Câu hỏi rất hay. Câu hỏi phân tích VN-Index và các. Thì với câu hỏi này mình sẽ xin phép làm phân tích Index. Hồi nãy thì Nguyên có phân tích sơ Index, thì mình sẽ nói Index như vậy. Index, đây là các vùng đỉnh của giá cổ phiếu tương ứng với volume. Thì các bạn thấy gì? Hiện tại, trong giai đoạn tăng giá hiện tại, thanh khoản chưa nhiều. Và nếu mà so sánh với các tầng thì mọi người thấy là thanh khoản đang thấp hơn, đúng không? Nhưng mà bắt đầu xuất hiện của dòng tiền. Và thường với trạng thái này thì vùng đỉnh sẽ sớm muộn là sẽ chạm. Nên bây giờ cơ hội thị trường đã mở ra tại thời điểm này, đúng không?
cơ hội thị trường đã mở ra một đà tăng trong việc này. Vậy tiếp theo là các bạn chọn cơ hội gì? Chọn cổ phiếu cơ hội gì? Thì quan điểm của mình là vẫn chọn gì? Vẫn chọn những cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá. Chứ mình không chọn những cổ phiếu hồi phục. Ví dụ mình không chọn cổ phiếu ngân hàng. Mình không chọn cổ phiếu chứng khoán. Mình chọn cổ phiếu đang có đà tăng giá mạnh mẽ để mình tận dụng với nhịp của thị trường đang cho phép đầu cơ giá được. Thì ở đây, nếu trong đoạn này, việc mình đoán trước là cổ phiếu có điều chỉnh hay không, thị trường có điều chỉnh hay không, thật sự quá khó. Thật sự quá khó vì đà tăng này vẫn đang diễn ra. Đà tăng này vẫn đang diễn ra và các bạn thấy là động lực của giá vẫn đang rất mạnh mẽ. Động lực của giá đang rất mạnh mẽ và dòng tiền thì dòng tiền vào mua cổ phiếu thật sự cũng rất là rõ ràng. Và đà tăng thì cũng rất mạnh mẽ. Nên thà là mình chờ những phản ứng của thị trường. Chứ bây giờ thì việc là chốt lời, tái cấu trúc danh mục hay là tái cơ cấu danh mục thì có thể hôm nay đã xảy ra rồi, là bán những cổ phiếu mà mình đã kẹp, ví dụ ngân hàng bật lên, các bạn có thể là vùng này là vùng các bạn bán để một cơ hội đó các bạn chuyển sang nhóm cổ phiếu mà đang xuống tăng mạnh mẽ đó, để nó ok để có thể lên tàu được, thì đó mới là chiến lược chơi phù hợp. Còn hiện nay thì khi thị trường đang mở, đang trong mở vị thế thì các bạn cứ mở vị thế và giữ chặt hàng của mình, trừ trường hợp những tín hiệu nó suy yếu thì các bạn sẽ bán tùy từng trạng thái cổ phiếu hơn là trạng thái của thị trường. Chia sẻ như thế. Vâng, nhà đầu tư Đức Sơn có câu hỏi về xu hướng cho hai cổ phiếu LIG và PVC. LIG size nhỏ, small cap thì tốt nhất là các bạn nên hạn chế giao dịch. Tại đối với những cổ phiếu này á, thì quy mô dịch còn rất là nhỏ và nó không phù hợp cho nhà đầu tư cá nhân. Tại vì sao? Tại vì nhà đầu tư cá nhân nên đi theo những dòng tiền và dòng tiền lớn giúp cho cổ phiếu có đà tăng giá mạnh mẽ. Còn đây là trạng thái này thì là cổ phiếu size nhỏ và nó đòi hỏi là cái năng lực ấy, năng lực giao dịch của nhà đầu tư phải rất là tốt. Thì ở đây trong một cái buổi hôm nay thì mình vẫn chia sẻ đây là một xu hướng tăng đang hình thành và cổ phiếu đang trong điều chỉnh, đang trong điều chỉnh thì hoàn toàn không phải các bạn có thể follow cái này được. Tại vì nếu mà xét ra chu kỳ lớn đang hình thành, nhưng mà đối với mình á, thì đây là thanh khoản hơi thấp và do mình chưa có kiểm tra về cơ bản của doanh nghiệp nhiều nên mình cũng không đánh giá mà mình chỉ xét về quy mô thanh khoản của nó thôi, là ở đây với giá khoảng 10 chấm thì thanh khoản tầm khoảng 1 triệu thì một ngày khoảng 10 tỷ. Thì các bạn lưu ý phần thanh khoản đó, nó hơi thấp để các bạn giao dịch. Rồi đối với cổ phiếu LIG xong, là cổ phiếu gì nữa nhỉ? PVC ạ. PVC đúng. PVC thì trong ngành dầu khí rồi. Trong ngành dầu khí rồi thì mình cũng nói luôn là hãy quan sát thằng đồng ngành. Thì trong nhóm ngành dầu khí này thì thằng này á, thì nó hay đi kèm với gì? Hay đi kèm với VVD, VVS. Và ưu tiên mạnh nhất lúc này của cổ phiếu sẽ là thằng gì? Thằng BSR. Cổ phiếu BSR hơn. Còn những cổ phiếu còn lại thì thuộc nhóm yếu hơn chút xíu. Thì vì vậy mọi người cứ follow BSR sẽ hay hơn, sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với follow BVC chứ. Ok, đó chia sẻ về BVC. Vâng, nhà đầu tư nhân có câu hỏi về triển vọng cổ phiếu Dabaco ạ. Tốt nhất là nên gì ta? Nên thoái. Tại đơn giản mọi người thấy nè. Mọi người thấy triển vọng của nó tích cực không? Có. Hiện tại giá heo hơi trong năm 2020 thì đang là một nền rất cao. 2021 đang một nền rất thấp. Vậy dẫn đến là người kinh doanh heo sẽ như thế nào, sản xuất heo sẽ như Dabaco? Cũng hoạt động khó khăn luôn. Và khi hoạt động kinh doanh nó khó khăn thì giá nó có tốt lên được? Khó. Cái đơn giản là mọi người đều thấy, nhưng vấn đề là tại sao mọi người vẫn quan tâm về dịch cổ phiếu này khi mà các cơ sở nó không có? Thì đó mới là vấn đề mà trong chương trình mà nhịp tập thị trường này mà Vinding mong muốn chia sẻ với mọi người rằng hãy tập trung vào những cơ hội đầu tư nó rõ ràng, mà nó xuất phát từ nền tảng doanh nghiệp,
đến bây giờ những điều tích cực nhất của Dabaco nó đã để lại trong năm 2020 rồi. Còn sang đến năm 2021 thì những cái điều mà nó bắt đầu nó khó khăn hơn. Nó vẫn lời nha, hoạt động vẫn ok, vẫn lời. Nhưng mà nó sẽ khó khăn rất nhiều. Thì mình hãy đi phù thịnh không phù suy. Tức mình đi theo những doanh nghiệp mà đang có hưởng lợi. Để sao? Để dòng tiền nó được luân chuyển ở những nơi mà tạo giá trị nhiều nhất. Dabaco hiện tại không phải là một nơi tạo giá trị nhiều cho mọi người. Trong vấn đề đầu cơ lẫn đầu tư. Ok, mình có quyền là các bạn có lợi thế gì? Là nhà đầu tư cá nhân. Nhà đầu tư cá nhân hoàn toàn có thể là thoát ra vị thế rất dễ dàng. Nên hãy lựa chọn những cơ hội có những cổ phiếu, những tài sản có lợi thế rõ ràng nhất để các bạn giao dịch. Mình chỉ chia sẻ như vậy thôi để các bạn thấy là các bạn sẽ tự nhận ra là đây lúc cuộc không phải là cơ hội tốt. Mà đã không tốt thì tốt nhất là nên bỏ. Vâng, tiếp theo là câu hỏi về xu hướng của mã PPP ạ. PPP như là một cổ phiếu nhỏ mà nguyên. Đúng rồi, phong phú đấy. Dược phẩm phong phú, ngành dược phẩm này thì để anh kiểm tra nhóm ngành dược phẩm luôn. Hồi nãy có TNH rồi, thì mình kiểm tra nhóm ngành dược phẩm nên nó có gì? Dược phẩm. Dược phẩm có DMC đang là chu kỳ hồi phục trở lại. Rồi IMP là do đang tích lũy. Javaco. Nói chung là ngành dược phẩm thì thanh khoản khá thấp. Nó phù hợp cho tích sản hơn. Mua đầu tư nắm giữ lâu dài thì được. Chứ còn mà dự định ngắn hạn, trong việc đầu cơ ngắn hạn nó rất là khó. Và nếu như các bạn nhìn vào GVC, các bạn là cổ phiếu tiêu biểu của đầu cơ nè. Thì các bạn cũng thấy là trong giai đoạn hiện tại đang điều chỉnh và rất dễ rơi vào trạng thái là đảo chiều xu hướng luôn. Nên là một lời khuyên cho những ai đang 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 đầu cơ giá cổ phiếu dược phẩm thì cẩn trọng chuyện đó. Còn đối với BBC, mình quay lại BBC luôn. BBB chứ. BB luôn thì mình sẽ chia sẻ là giá trong như là vùng này là bắt đầu vùng gì? Sẽ là đi ngang chứ không phải là một đà tăng giá mạnh mẽ đâu. Tại vì cái đà tăng ok đã rất tốt. Nhưng mà trạng thái hiện tại thì giá cần một vùng tích lũy trở lại. Giá cần vùng tích lũy trở lại. Đà này chưa có gì là confirm là giá sẽ tăng hết. Nếu mà xét về trend, xét về xu hướng. Đó. Còn đầu cơ nhóm này thì quá khó. Vì thanh khoản rất thấp. Thanh khoản rất thấp. Thanh khoản thấp là một yếu tố là không phù hợp trong vấn đề đầu cơ rồi. Xong Nguyên ơi. Vâng, em xin phép được hỏi câu hỏi cuối cùng trong chương trình hôm nay, đó là câu hỏi của nhà đầu tư Huy Lê hỏi anh Văn. KBC có phải là mô hình cốc tay cầm trong dài hạn không ạ? Thì anh Văn có thể giúp nhà đầu tư Huy Lê giải đáp thắc mắc của mình không ạ? Mọi người rất thích cổ phiếu, rất thích mô hình cốc tay cầm nha. Nếu như mình bật dài hạn đi, mình bật cái phần của này, nếu như mình bật dài hạn đi, mọi người thấy gì? Đây là một xu hướng giảm, đây là một cân tích lũy và đây là một đà tăng. Đà tăng hình thành trong khung tháng và các bạn thì thấy là đà tăng là được. Còn nếu khung tuần các bạn thấy gì? Cũng một nhịp tăng và một điều chỉnh và giá nó bắt đầu tăng lại. Giá bắt đầu tăng lại. Rồi nếu khung ngày thì nó đang trong một sideways up. Thì các bạn chỉ cần thấy như vậy thôi, đừng nhìn những mô hình mà quá dài. Vì nếu các bạn muốn mà biết mô hình, các bạn nên học DCS. Nếu các bạn muốn biết mô hình, các bạn nên học DCS hoặc là bạn biết đó, các bạn tự nghiên cứu. Tại vì mô hình về cúp và tay cầm trong dài hạn đó, nó có rất nhiều sách, nó chỉ về phân tích gọi là xác định cái yếu tố này, định lượng cái yếu tố này, nó chỉ là xác suất thống kê của mô hình. Và nếu mà theo như mình vừa thấy thì cái này nó có đúng không? Mình thấy không đúng. Mình thấy không đúng. Vì vậy đã học cái gì thì học nó trộn. Nếu các bạn muốn nghiên cứu mô hình, các bạn cứ tham khảo thử chương trình Distress của VND. VND thì nó có dạy một phần về về mô hình. Thì từ đó các bạn sẽ dần dần là hiểu và cách tiếp cận của mô hình, hiểu cách tiếp cận các công cụ cho nó phù hợp để dịch nó chuẩn mực hơn. Rồi, xong phần 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 câu hỏi về KBC. Ở đây thì mình thấy một số câu hỏi liên quan đến Vinamilk, liên quan đến VHM. VHM là một tài sản đầu tư dài hạn tốt. Vinamilk thì các bạn phải ngó đến VG. Cái gì? Cổ phiếu MCM.
là cổ phiếu công ty con của Vinamilk là Sứ Mộc Châu, còn Vinamilk chỉ là một giai đoạn hồi phục ngắn thôi, và cái đà này vẫn đang chưa báo tín hiệu hồi phục lại, thì các bạn follow kỹ để chờ. Còn cơ hội đầu tư thì đến MCM hơn. Và mình cũng xin phép dừng ở đây trong buổi chia sẻ ngày 12 tháng 10. Chúc mọi người có những phiên nhiều tiếp theo nhiều thành công hơn. Vâng, em xin cảm ơn anh Văn rất nhiều về phần chia sẻ rất là cụ thể về các mã cổ phiếu cũng như là một số nhóm ngành tiêu biểu ở trong thị trường chứng khoán bây giờ. Do thời lượng chương trình có hạn, kéo dài trong một tiếng nên em xin phép được để lại đường link về trung tâm tư vấn ở đây, để các anh chị có những câu hỏi chưa được giải đáp hôm nay thì có thể truy cập đường link dưới đây để có thể giải đáp những cái thắc mắc của các anh chị trên đường link này. Và trước khi kết thúc chương trình, mình hỏi một câu đó cũng biết thư trả lời. Xin nghe. Dạ vâng ạ. Trước khi được kết thúc chương trình ngày hôm nay thì em xin phép được chia sẻ về một số khóa học hiện tại của VnDirect. Dạ, thứ nhất, như các anh chị đã biết là em đã giới thiệu về khóa học DGo DTrade, đó là cái khóa anh Văn vừa nhắc đến, khóa học giao dịch chứng khoán có thể giúp các anh chị nâng cao cái khả năng trading của mình cũng như là tìm những cái cơ hội ở trên thị trường chứng khoán. Thì khóa sẽ khai giảng vào ngày 13 tháng 10, tức là ngày mai. Em đã để đường link ở phần chat và các anh chị có thể truy cập vào đường link ở dưới đây để các anh chị tìm hiểu thêm về khóa học của VnDirect ạ. Dạ vâng, tiếp theo đó là khóa học các cái khóa học khác của VnDirect cũng có thể giúp các anh chị liên quan đến việc quản lý tài sản, hay là cũng là nâng cao cái khả năng đầu tư của mình, tùy thuộc vào mong muốn cũng như là những cái sở thích riêng của mình. Thì ở đây là có những khóa học như là khóa học con đường sức khỏe tài chính, quan tâm đầu tư, hay là khóa học đi go đi stock đầu tư cổ phiếu, khóa học phá vỡ rào cản đầu tư chứng khoán, hay là khóa học hoạch định tài chính và quản lý tài sản. Thì các anh chị có thể dùng điện thoại để quét mã QR code ở dưới đây để tìm hiểu thêm về các khóa học mà VnDirect đang mở dành cho các nhà đầu tư ạ. Dạ vâng, một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn anh Văn vì đã tham gia đồng hành cùng với các nhà đầu tư của VnDirect trong chương trình Nhịp đập thị trường ngày hôm nay, ngày 12 tháng 10. Em xin cảm ơn các quý nhà đầu tư của VnDirect cũng đã tham gia chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.